Tống Khánh Linh, Kylie Phan Võ và dàn ái nữ xinh đẹp nhà Hoa hậu Á hậu Việt. Có mẹ là những mỹ nhân sở hữu nhan sắc và người mê của Vbiz, Tống Khánh Linh, Kylie Phan Võ hay Võ Trịnh Khánh Ngân cũng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại các cuộc thi nhan sắc nhờ vẻ ngoài nổi bật. Dù có hay không tham gia showbiz thì hội con nhà sao vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, dàn ái nữ của các hoa hậu Á hậu được chú ý hơn cả. Bởi lẽ có mẹ là người đẹp nước tiếng, ai cũng tò mò xem những cô con gái này có được thừa hưởng phần nào vẻ đẹp hay không. Tống Khánh Linh, con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Vốn là người kín tiếng, chuyện gia đình trên mạng xã hội nên khi Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền khoe ảnh con gái lớn cách đây không lâu đã nhận về nhiều chú ý của dân tình. Được biết, con gái đầu lòng của Hoa hậu tên là Tống Khánh Linh. Khánh Linh là con gái của Nguyễn Thị Huyền và chồng cũ sau khi cả hai kết hôn vào năm 2007. Trong loạt ảnh này, Khánh Linh đã cho thấy mình rất ra dáng thiếu nữ với nhan sắc xinh đẹp. Cô bạn sở hữu nước da trắng, mái tóc dài thướt tha, gương mặt mang nhiều nét đẹp và phúc hậu của mẹ. Ở phía dưới bài đăng của Nguyễn Thị Huyền, người thân và dân mạng đã để lại nhiều bình luận suýt xoa khen ngợi. Ai nấy đều cho rằng Tống Khánh Linh sẽ sớm là mỹ nhân trong tương lai, thậm chí có thể khuấy đảo đấu trường nhan sắc như mẹ năm nào. Bản thân Hoa hậu Việt Nam 2004 cũng cho biết con gái đã cao 1m60 và mình đang tìm một lớp học để đào tạo cho con về chuyện đi đứng tạo dáng. Kylie Phan Võ, con gái Hoa hậu Thanh Xuân. Quen thuộc với dân mạng hơn là Kylie Phan Võ, sinh năm 1997, con gái Hoa hậu điện ảnh 1992 Thanh Xuân và võ sư Nam Anh, trưởng môn Vịnh Xuân chính thống phái. Trên Instagram cá nhân, Kylie đang có hơn 73.000 người theo dõi và cũng gây chú ý khi xuất hiện trong nhiều dự án phim. Kylie gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ và thần thái sang chảnh hiện đại. Ngoài ra, cô nàng còn được thừa hưởng cả niềm đam mê nghệ thuật lẫn năng khiếu võ thuật từ bố mẹ. Vóc dáng của tiểu thư làng Võ cũng khiến dân tình ngưỡng mộ với chiều cao 1m65, body cân đối và vòng hai phẳng lì. Được biết, bí quyết để Kylie có vóc dáng này là duy trì tập võ và nhảy. Võ Trịnh Khánh Ngân, con gái Á hậu Trịnh Kim Chi. Thường xuyên xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện giải trí nên Võ Trịnh Khánh Ngân, sinh năm 2002, con gái nghệ sĩ ưu tú kim Á hậu Việt Nam 1994 Trịnh Kim Chi cũng không còn xa lạ gì với dân mạng. Được hưởng trọn vẹn nhan sắc lẫn vóc dáng của mẹ, Khánh Ngân có gương mặt thanh tú và chiều cao 1m72. Chính vì lý do này mà nhiều dân mạng đã gọi ái nữ nhà Kim Chi là tiểu Á hậu, dự đoán của bạn sẽ là cái tên đáng gờm nếu tham gia các đấu trường nhan sắc. Không dừng lại ở vẻ bề ngoài, Khánh Ngân cũng có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật. Vì vậy, bên cạnh việc học văn hóa, cô nàng còn theo học tại sân khấu kịch của mẹ. Hsiu Hoa Chen, con gái Hoa hậu Thu Hoài. So với hai người con còn lại của Hoa hậu Thu Hoài, Hsiu Hoa Chen có phần kín tiếng hơn khi sinh sống và học tập tại California, Mỹ. Cô nàng sinh năm 2000 là con của Thu Hoài và người chồng thứ ba. Hoa hậu Thu Hoài công khai ảnh con gái lên mạng xã hội lần đầu tiên vào năm 2014. Đến năm 2016, Hsiu Hoa Chen lần đầu tiên tham dự sự kiện giải trí đầu tiên của mẹ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, ái nữ nhà Thu Hoài vẫn chỉ là một cô bé với gương mặt bầu bĩnh và cặp kính dài cụp. Năm 2021, khi xuất hiện trong bộ ảnh cưới của mẹ, Hsiu Hoa Chen đã chiếm trọn spotlight nhờ vóc dáng thon thả, làn da trắng sáng và gương mặt xinh xắn. Ngoài nhan sắc, Hsiu cũng gây chú ý khi thành thạo ba thứ tiếng Anh, Việt và Trung. Anh Sa, con gái Hoa hậu Đình Hùng Giáng My. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, sự thành công trong nghệ thuật, cuộc sống cá nhân của Hoa hậu Giáng My luôn được mọi người quan tâm. Cô có một con gái tên Anh Sa. Dù là con của một hoa hậu đình đám, song Anh Sa lại có cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Anh Sa thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp từ mẹ với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và khuôn miệng đẹp. Trong một vài lần xuất hiện cùng mẹ, cô gái chiến ích khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao trên 1m7 cùng gu thời trang thanh lịch. Có nhiều lợi thế về nhan sắc và mẹ là một nàng hậu nổi tiếng, song Anh Sa không chọn theo đuổi nghệ thuật, thay vào đó cô học ngành kinh tế ở Mỹ và hỗ trợ mẹ trong việc kinh doanh. Nói về việc cho con tham gia một cuộc thi nhan sắc, Giáng My từng nói, nhà có một hoa hậu là đủ rồi. Người đẹp cho biết Anh Sa không thích hào quang showbiz và bản thân cô bé cũng ngại chia sẻ hình ảnh của mình hay trả lời báo chí.